Jung Jumi, yêu tinh Gong Ju và ba lần nên duyên gây chú ý. Jung Jumi, nữ diễn viên góp mặt trong Kim Ji Jeong 1982, bộ phim ra mắt năm 2019 và thu hút được sự chú ý đặc biệt của khán giả. Ngoài chủ đề nữ quyền vốn vẫn còn đang nhạy cảm tại quốc gia này, Kim Ji Jung năm 1982 tạo ra nhiều bàn tán xung quanh cặp đôi diễn viên chính. Tài tử Gong Ju và nữ diễn viên Jung Jumi, bộ phim ra mắt vào đúng thời điểm xuất hiện tin đồn cả hai bí mật làm lễ kết hôn. Thậm chí tin đồn càng trở nên ầm ĩ khi có người khẳng định cả hai ngôi sao đã đặt sẵn tiệc cưới tại khách sạn Silla vào hôm ngày 8 tháng 3. Người này cho biết lấy thông tin từ một nhân viên của chính khách sạn hạng sang trên. Sự việc khiến cộng đồng fan hâm mộ tài tử trên Tubusan không khỏi vui mừng. Bởi hiện tại Gong Ju đã 39 tuổi, khán giả mong muốn anh sớm tìm được ý trung nhân để vun đắp gia đình. Trái ngược với sự nổi tiếng của bạn diễn nam, Jung Jumi không phải là một mỹ nhân được truyền thông hoa bế hay là nữ diễn viên yêu thích của các bộ phim gây bão. Tuy nhiên, cô là một gương mặt có cá tính đặc biệt của điện ảnh Hàn. Dù vẫn còn khá xa lạ với khán giả quốc tế, nhưng diễn viên họ Jung là cái tên quen thuộc trong danh sách đề cử nữ diễn viên xuất sắc của các giải thưởng uy tín và sở hữu bộ sưu tập 10 danh hiệu trong sự nghiệp diễn xuất. Dù vào nghề chưa lâu, nhưng Jumi đã tạo được cho mình một sự nghiệp diễn xuất đa dạng. Cô tham gia vào nhiều thể loại khác nhau, từ phim độc lập nghệ thuật như The Room Nearby, Cafe Noi, phim quái vật kinh phí thấp Chao, phim lãng mạn My Dear Desperado cho đến phim chính luận Silent Set. Tác phẩm kể về vụ án xâm hại tình dục trẻ em có thật, tạo ra một tiếng vang lớn trong dư luận và thu về 35 tỷ won tiền vé. Đây cũng là bộ phim đầu tiên cô đóng chung cùng Gong Ju. Với vẻ đẹp không quá lộng lẫy nhưng đằm thắm, khả ái, Jung Jumi là cái tên yêu thích của các đạo diễn dòng phim tác giả kén người xem như Hong Sang-soo. Cô được đánh giá cao bởi khả năng thể hiện những lát cắt khác thường trong cuộc sống của những con người hết sức bình thường. Bộ phim Ao Sunyi mà cô hợp tác với đạo diễn họ Hong đã giúp cô nhận giải nữ diễn viên xuất sắc tại Busan Film Critic Award lần thứ 14. Năm 2014, cô vào vai kẻ sát nhân trong phim ăn khách Manhole. Hai năm sau, cô tái hợp cùng Gong Ju trong Train to Busan. Tác phẩm đề tài zombie gây tiếng vang tại liên hoan phim Cannes thu về hơn 93 triệu USD toàn cầu. Cô cũng xuất hiện trong Psychokinesis, bộ phim siêu anh hùng Hàn Quốc do Netflix đầu tư sản xuất. Ở địa hạt phim truyền hình, Jung Jumi được biết đến với các vai trò có vẻ ngoài đơn giản nhưng sâu trong thâm tâm phức tạp khó lường. Đó là các vai trong những bộ phim như Quesera, Sera, I Need Romance hay Thư ký Kim Sao Thế, bộ phim gây sốt năm 2018 của đài TVN. Năm nay, Jung Jumi lại khiến cộng đồng phải dậy sóng khi đóng vai chính trong bộ phim Kim Ji Jo Jung 1982, chuyển thể từ cuốn sách gây tranh cãi Boy năm 1982. Trong phim, cô vào vai Kim Ji Jo Jung, một phụ nữ đấu tranh cho nữ quyền. Sau bộ phim, tài khoản Instagram của cô lập tức trở thành diễn đàn tranh luận nóng khi phía ủng hộ và chống nữ quyền bày tỏ lập trường của mình. Nhiều người cho rằng Jung Jumi không biết phim nói về điều gì, chưa nghiên cứu kỹ trước khi nhận lời mời đóng phim và sẽ không còn ủng hộ cô nữa. Trong khi đó, những người ủng hộ cô đa số là phụ nữ, họ cảm ơn sự dũng cảm của Jung và từ nay sẽ coi cô như là người thân trong nhà. Ngoài ra, cô cũng bị chỉ trích là quá đẹp để đóng một vai diễn có chiều sâu như vậy. Tuy nhiên, Jung Jumi không tỏ ra quá bị ảnh hưởng bởi những phản ứng trên. Nữ diễn viên từng không ngại phá hỏng hình tượng xinh xắn, thành lịch ngoài đời của mình để hóa thân vào vai diễn nhiều thử thách hơn thế. Trong cuộc phỏng vấn với tờ New Sen năm 2014, Jung Jumi cho biết cô thích những bộ phim đặt ra các vấn đề gai góc và kích thích tranh luận. Gong Ju và Jung Jumi ba lần hợp tác gây chú ý. Tác phẩm Kim Ji Bo Jung, Born In 82 được chỉ đạo sản xuất bởi đạo diễn tài năng Kim Do Jung, trở thành bộ phim thứ 3 của cặp đôi duyên phận Gong Ju và Ju Jung Mi. Từ tác phẩm Silent Set cho đến bom tấn điện ảnh mang tên Train in Busan, cả hai đều tạo nên bước ngoặt lên trong sự nghiệp khi xuất hiện cùng nhau. Silent Set là một bộ phim đầy ám ảnh và gai góc xoay quanh đề tài nạn ấu dâm của màn ảnh xứ sở Kim Chi. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Dogami của nhà văn Kong Ji Jung, lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật tại ngôi trường nuôi dạy trẻ cầm điếc. Tại đó, nam tài tử Gong Ju nhập tâm đầy thuyết phục vào vai thầy giáo Kang In Ho, nghèo khổ, mất vợ, có con đang sống cùng bà nội và luôn khao khát kiếm tiền cho cuộc sống mưu sinh. Vì thế anh chuyển đến ngôi trường dành cho trẻ em khuyết tật ở vùng quê giả tưởng mang tên Mujin. Song, cũng từ khi chuyển đến ngôi trường này, thầy giáo Kang In Ho phát hiện ra hàng loạt sự việc kinh hoàng liên quan đến nạn ấu dâm, bạo hành trẻ em cầm điếc, thậm chí ngay cả những nhà chức trách như hiệu trưởng, trưởng phòng hành chính, bảo vệ đều nghi ngờ có dính líu đến vụ việc trên. Quá đau lòng và căm phẫn, cùng với cô gái làm việc ở trung tâm bảo vệ nhân quyền Jojin, nhân vật của Jung Jumi, Kang In Ho đưa tất cả sự việc ra ánh sáng. Bên cạnh câu chuyện đầy ám ảnh của Silent Set, diễn xuất nhiều chiều sâu của cặp đôi Gong Ju và Jung Jumi đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người xem. Cũng nhờ đó, tác phẩm được vinh danh tại lễ trao giải Rồng Xanh năm 2011 về âm nhạc và đoạt bộ phim xuất sắc nhất ở Korean Film Award Ceremony. Sau bệ phóng hoàn hảo mang tên Silent Set, cặp đôi Gong Ju và Ju Jung Mi một lần nữa trở thành ngôi sao màn ảnh rộng với bom tấn trên Tubusan. Bộ phim xoay quanh Seok Woo, Gong Ju thủ vai, anh cùng con gái và nhiều hành khách khác bị mắc kẹt trên một con tàu cao tốc trong bối cảnh Hàn Quốc đang hứng chịu đại dịch zombie kinh hoàng. Một lần nữa sánh vai của ngôi sao Gobin, nữ diễn viên Jung Jumi cho thấy bản lĩnh diễn xuất và màu sắc đặc trưng của mình khi hóa thân tròn trịa thành nhân vật Seung Kyung. Khai thác đề tài zombie không hề mới, song trên Tubusan vẫn tái hiện một bức tranh chân thực và vô cùng cảm động trên màn ảnh rộng. Bộ phim đưa khán giả đi từ cảm xúc này sang cảm xúc
xúc khác và khép lại bằng những giọt nước mắt. Phim được công chiếu trước tại khu vực Midnight Screening ở Liên hoan phim Cannes 2016, sau đó đã xô đổ mọi kỷ lục phòng vé châu Á, cùng hơn 10 triệu vé được bán ra, đem về con số doanh thu lên đến 72,7 triệu đô la Mỹ. Sau bom tấn Train to Busan, Gong Ju tiếp tục tham gia bộ phim truyền hình Goblin và một lần nữa thiết lập đỉnh cao mới trong sự nghiệp, trở thành gương mặt khó thay thế của cả màn ảnh rộng lẫn màn ảnh nhỏ xứ Hàn. Về phần mình, nữ diễn viên Jung Joo Mi tuy không được truyền thông lo bế, cũng không xuất hiện ở các phim truyền hình gây bão, song vẫn được người hâm mộ nhắc đến như một người đẹp có màu sắc không thể trộn lẫn của điện ảnh xứ sở kim chi. Trong dự án phim mới mang tên Kim Ji Jung, Born in 82, Kim Joo Mi vào vai Kim Jo Jung, một cô gái 30 tuổi bình thường nhưng bỗng một ngày, tính cách cô đột nhiên trở thành một người khác, đầu tiên là mẹ, em gái cho đến một người bạn đã qua đời. Kim Ji Jung dường như mất đi chính giọng nói và tâm hồn bên trong mình, còn Gong Ju đảm nhận vai Jung Dae Hwin, người chồng của Kim Ji Jung, chứng kiến những thay đổi như có ai đó nuốt chửng thân xác của vợ. Dae Hwin bắt đầu hiểu hơn về cuộc sống của cô và dần quan tâm nỗ lực giải quyết rắc rối giúp Ji Jung. Dù vẫn còn nhiều tranh cãi xoay quanh dự án phim mới trên, nhưng cặp đôi Jung Joo Mi và ngôi sao Goblin Gong Ju đã tiếp tục nối dài thành công của Train to Busan và Goblin, còn hai diễn viên đầy duyên nợ này một lần nữa tỏa sáng trên màn ảnh khi cùng nhau xuất hiện. Đời tư của Jung Joo Mi. Ngày 17 tháng 10 năm 2018, tin đồn nữ diễn viên Train to Busan Jung Joo Mi ngoại tình với BD nổi tiếng và quyền lực nhất xứ Hàn Na Jung Suk rộ lên ở mạng xã hội Hàn Quốc. Theo đó, Jung Joo Mi và BD Na bị nghi có một mối quan hệ đặc biệt sau thời gian dài làm việc cùng nhau trong chương trình Jun Kitchen, thậm chí đây còn là một vụ ngoại tình. Cặp đôi này được dự đoán sẽ trở thành Hong Sang-soo và Kim Min-hee thứ hai. Hong Sang-soo và Kim Min-hee từng khiến dư luận chấn động vì vụ ngoại tình chấn động năm 2016. Đạo diễn họ Hong bỏ cả người vợ 30 năm và con cái để chạy theo người tình kém ông 22 tuổi. Chính vì đã có tiền lệ, tin đồn Jung Joo Mi ngoại tình với Na Jung Suk lại càng khiến dư luận dậy sóng, nhất là khi cả hai nhân vật này đều nổi tiếng với hình ảnh đẹp. Na Jung Suk vốn là một trong số những nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất làng giải trí Hàn. Ngay khi tin đồn bị tung ra, tên của Jung Joo Mi và PD Na Jung Suk đã leo lên vị trí top đầu tìm kiếm tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, cả hai đều phủ nhận đanh thép. Đại diện của Jung Joo Mi, công ty Management Suk, tuyên bố sẽ kiện người tung tin đồn vô căn cứ, quyết không hòa giải. PD Na cũng đồng ý với phía Jung Joo Mi và đã nhờ đại diện pháp lý của CGENM tìm bằng chứng tố cáo kẻ tung tin.